Con ơi. Dạ. Bố đi về nhà. Sao về sớm thế? Ricardo em ai đi học. Ricardo đi học. Đi học. Con gọi taxi cho bố nhá. Ok, taxi con. Cảm ơn con. Con ơi, dạ. Taxi béo. Hả? Béo. Taxi bảy chỗ à, taxi béo đấy. Trời ơi. Ok, cảm ơn con. Taxi béo, taxi rất béo. Tạm biệt, yêu con nhiều. Dạ, bye bye.